Bộ Tài chính có công văn yêu cầu tăng cường quản lý giá cước vận tải bằng xe ô tô và xử lý những công ty cố tình không giảm giá. Công văn được đưa ra sau khi giá xăng tại Việt Nam tiếp tục được hạ giảm trong bối cảnh giá dầu thế giới vẫn duy trì ở mức thấp. Ngành khoáng sản xăng dầu ở Việt Nam đạt lợi nhuận cao nhất. Đây là kết quả nghiên cứu về biến động kinh tế nhìn từ 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam trong 8 năm qua. Cũng theo nghiên cứu này, trong năm 2011-2012, doanh thu của 500 doanh nghiệp nói trên giảm mạnh. Đến năm 2013-2014, tình hình đã phát triển theo hướng tích cực hơn. Thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho thấy, mức thưởng Tết âm lịch trung bình tại 13.000 doanh nghiệp trên cả nước là 5 triệu đồng, tăng 15% so với năm ngoái. Mức cao nhất là 482 triệu đồng tại một công ty ở Bình Dương, thấp nhất là 30.000 đồng ở một công ty tư nhân tại phía Nam. Hãng tin Bloomberg dự đoán chứng khoán Việt Nam sẽ lên mức cao nhất trong vòng 7 năm trong năm nay. VN Index được dự đoán sẽ tăng trưởng trung bình 15% tính tới cuối năm và đã đến 655 điểm. Lý do cho sự tăng trưởng này là kinh tế tăng tốc cùng giá cổ phiếu rẻ của Việt Nam.